kỹ thuật tuyệt đấy, Rocky nhí. Bạn đang giúp Rocky nhí bay sao? Trường hợp khẩn cấp à? Anh nên kiểm tra đi. Hình như Bobby và Tom đang câu cá. Ôi không, đó là cá mập. Kha, bạn cần phải cứu Bobby. Cá mập đuổi theo Bobby ở hướng đó. Mình không nghĩ nó hiệu quả đâu. Phải, bạn cần phải xuống nước. Bắt chúng đi, chiếc xe tải. Mình không nghĩ các mập sẽ lắng nghe bạn. Trái bánh, mình không hiểu. Phải, sửa được một con. Thật là ngoạn mục. Bobby, dừng lại được rồi. Ôi không, cây cầu sắp đóng, Bobby sắp bị thương. Tom, bạn có thể lái tới cây cầu và cảnh cáo Bobby không? Cẩn thận xuống xe tải, chỉ còn một lần rút thôi. Bobby, bạn cần phải nhìn đường khi chạy chứ. Đừng lo, chỉ là một món đồ chơi thôi. Chà,
Nhìn Jerry chạy kìa, khá ấn tượng phải không Water? Whoa, whoa. Nguy hiểm quá, suýt nữa tiêu rồi. Hình như các bạn cần giúp đỡ. Hãy gọi cho siêu xe tải ngay. Có chuyện với Jerry và Water rồi. Họ không được khỏe. Hãy đến nhanh lên. Siêu xe tải. Ở đây rồi, siêu xe tải. Ôi trời, chúng ta cần một chiếc xe có thể chữa bệnh. Một siêu xe cứu thương. Thật là tuyệt. Sao bạn không dùng đèn để kiểm tra cổ họng và mắt của Jerry và Water? Mở miệng rộng ra nào, Jerry. Không tốt rồi, phải không? Vì vậy, Water, đừng lo lắng. Siêu xe tải chỉ muốn kiểm tra và giúp em khỏe hơn thôi. Phải không, siêu xe tải? Được rồi. Giờ nói A nào. Cũng giống vậy hả? Giờ làm sao nào? Khẩu trang y tế. Ý hay đó, siêu xe tải. Nó sẽ ngăn ngừa vi khuẩn lan khắp thành phố xe hơi. Họ không được khỏe lắm, siêu xe tải à. Ôi không, họ bị sốt rồi sao? Chúng ta phải sử dụng máy ST-3000 để giúp đỡ họ thêm. Đừng lo các bạn, siêu xe cứu thương sẽ giúp các bạn khỏe hơn sớm thôi. À phải, ở cường độ thấp thì đóng băng có thể giúp họ hết cảm lạnh và cắt ngang cơn sốt. Đúng là thiên tài. Nhưng có lẽ bạn nên kiểm tra nó trước. Chà, nó vẫn còn quá lạnh. Nên giảm cường độ xuống, siêu xe tải à. Tốt hơn rồi đó. Được rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Không cần phải sợ đâu, siêu xe tải sẽ chăm sóc các bạn. Chà, nhìn kia. Được rồi, siêu xe tải. Họ hết sốt rồi. Ôi trời, siêu xe tải nói đúng các bạn à. Các bạn nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Mau hết bệnh nha. Nè, hình như các bạn đã khỏe hơn sau khi nghỉ ngơi. Bà Water chắc chắn đã biết cách trị cảm cúm rồi. Bạn lại cứu nguy lần nữa rồi, siêu xe tải à. Làm tốt lắm. Chơi vui nha các bạn. Hẹn gặp lại sau nha. Cha Rocky thật là ấn tượng. Cha của em đúng là phi thường, Rocky nhí à. Anh nghĩ em nên thực hiện những cú nhào lộn đó xem. Cố lên Rocky nhí,
em làm được mà. Vậy mới phải chứ. Ôi không, cháy rồi. Ngọn lửa bốc cao quá. Bạn có thể tới chỗ em ấy được tốt kia à? Chỉ có một người có thể giúp chúng ta. Kha, dừng lại. Có một vụ khẩn cấp. Rocky nhí gặp tai nạn ở sân bay rồi. Em ấy đang gặp nguy hiểm lắm. Bạn phải tới giúp em ấy nhanh lên. Bạn sẽ chuyển hóa thành gì đây Kha? Bạn sẽ phải bay tới chỗ trong kỳ đó. Chỉ có một phương tiện có thể tới chỗ Rocky thôi. Và đó là siêu máy bay. Không thể nhìn thấy Rocky nhí. Có quá nhiều khói. Bà sẽ làm gì xuống xe tải? Ý hay đó. Hãy bay qua đám khói để xua tan nó. Làm tốt lắm siêu xe tải. Con trai của bạn sẽ ổn thôi Rocky. Siêu xe tải, còn đám cháy thì sao? Bà sẽ làm gì để dập tắt nó đây? Dùng nước sao? Đúng rồi. Nhắm vào ngọn lửa nào siêu xe tải. Phải, ngọn lửa tắt rồi. Làm tốt lắm siêu xe tải. Bạn đã cứu Rocky nhí và toàn bộ sân bay này khỏi đám cháy. Em nên đi tắm đi Rocky nhí. Những đám khói đen đã làm cho em dơ hết rồi kìa. Sao? Bạn có ý gì hả siêu xe tải? Đúng là ý hay đó. Hãy tắm thỏa thích đi Rocky nhí. Siêu xe tải lại cứu nguy lần nữa rồi. Tạm biệt các bạn. Chào Jerry. Muốn phá vỡ kỷ lục tốc độ sao?
Bạn chạy không nhanh thì có sao đâu Ben. Còn nhiều thứ khác mà bạn có thể làm mà. Bạn muốn đua lại sao? Ben, gì vậy? Bạn đã lấy bình năng lượng của tòa thị chính à? Nó không dành cho bạn đâu Ben, nguy hiểm lắm. Tháo nó ra đi. Bạn không thể chậm được sao? Ôi không. Ha, có chuyện rồi. Ben đã trộm một bình năng lượng và giờ không thể dừng lại. Bạn phải giúp anh ấy. Siêu xe tải. Ben chạy nhanh quá. Bạn sẽ chuyển hóa thành gì để bắt kịp anh ấy đây? Cẩn thận siêu xe tải. Kha, bạn phải bắt kịp anh ấy bằng mọi giá. Anh ấy đang tiến tới chỗ cây cầu. Ben, cẩn thận, cây cầu vẫn chưa hạ xuống đâu. Kha, hãy sử dụng thiết bị đặc biệt máy ST-3000. Gì móc mà tuyệt lắm. Đừng quá sợ Ben, Kha đang kéo bạn lại để bạn không lao qua cây cầu đó. Cây cầu hạ xuống kịp thời rồi. Vẫn chưa xong việc đâu siêu xe tải. Có chừng. Chà. Michumo. Gặp ba. Chà, rơi đúng chỗ lắm. Bạn hết gặp nguy hiểm rồi Ben à. Cảm ơn siêu xe tải đã cứu nguy cho thành phố. Chà, mình không biết là bạn có thể làm được đó. Thật là kinh ngạc.
Ôi trời, có người gặp vấn đề rồi. Bạn nên kiểm tra nó kha. Ôi không, Jerry đang tập luyện cho cuộc đua. Nhưng đường đua đầy những rác. Chúng chắc là được thổi đến sau cơn bão ngày hôm qua. Kha, mình nghĩ đây là nhiệm vụ cho siêu xe tải. Chào Jerry. Nhìn bạn lo lắng quá. Bạn lo rằng không thể tập luyện cho cuộc đua sao? Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng đừng lo lắng, siêu xe tải sẽ tới để giúp bạn. Vì vậy siêu xe tải, bạn có cách rồi sao? Siêu xe đổ rác sao? Tuyệt vời. Được rồi, hãy bắt đầu cuộc đua dọn dẹp nào. Ba, hai, một, xuất phát. Hoan hô, cả hai đều chiến thắng. À, bạn muốn nhờ bạn của bạn dọn dẹp giùm gara và tìm giùm chiếc cúp sao? Siêu xe tải, bạn làm được không? Tuyết. Chà, Jerry, bạn nói đúng, chỗ này thật hỗn độn. Những chiếc cúp của bạn nằm đâu đó trong những chiếc hộp này. Nhưng làm sao để tìm chúng đây? Phải rồi. Cánh tay nam châm. Đúng rồi. Những chiếc cúp được làm từ kim loại. Vì vậy nam châm có thể kéo chúng ra khỏi đống rác này. Xuất sắc. Nhìn kìa Jerry, tìm được những chiếc cúp rồi. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đúng là cứu tinh. Hôm nay là ngày đua. Jerry trông rất hứng thú. Siêu xe tải và Gary tới xem và cổ vũ cho anh ấy. Phải, Jerry đã chiến thắng. Chà, siêu xe tải, thật là kinh ngạc. Cảm ơn siêu xe tải, bạn lại cứu nguy nữa rồi. Hình như Gary có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chờ đợi mẻ kem được hoàn thành bởi cỗ máy hàng hiệu mới này. Ồ, ồ, có vẻ không ổn rồi. Gary, có chuyện xảy ra với cỗ máy rồi. Gary, mình đang cảnh báo bạn đó. Cỗ máy bị hư và mất kiểm soát rồi. Gary, chúng ta cần nhờ người giúp. Chào Kha, đang sắp xếp hàng hóa hôm nay à? Chúng ta có một vấn đề tại nhà hàng của Gary và cần nhờ bạn giúp.
siêu xe tải. Carrie đang làm kem cho bữa tiệc thì đột nhiên cỗ máy làm kem bỗng phát điên. Chà, hình như cỗ máy bị hư toàn bộ rồi. Siêu xe tải tới rồi. Những tin xấu là khắp nơi đều bừa bộn. Bạn có thể giúp Carrie dọn dẹp không? Tuyệt. Là xe đổ rác. Việc chuyển hóa này rất thích hợp cho việc dọn dẹp. Kha đang ở trong tâm trạng rất tốt. Việc dọn dẹp cũng vui lắm chứ bộ. Chà, cũng không tệ lắm ha. Không còn kem nữa và cỗ máy cũng đã dừng lại. Ôi không, mọi việc không như mình nói rồi. Nó lại phát điên kìa. Coi chừng. Nhìn kìa, siêu xe tải, cái chốt khóa bị lỏng. Có lẽ đó là nguyên nhân làm cho cỗ máy phát điên. Siêu xe tải, bà tính làm gì vậy? Được rồi siêu xe tải, chúng ta phải đưa cái chốt về đúng vị trí. Đây là cơ hội duy nhất để ngăn cỗ máy lại. Phải, hiệu quả rồi. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm hai bạn. Mọi thứ lại sạch sẽ rồi. Dạ, mình nghĩ là bạn xứng đáng được thưởng một cây kem vì nỗ lực của mình. Có ngon không nào? Đúng là một ngày thật điên ha. Hãy thưởng thức kem nha các bạn. Và hẹn gặp lại lần sau.